Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe điệu lý tình tang. Có một điều mà có lẽ là nhiều quý vị cũng sẽ thắc mắc là ủa, nghe cái bài lý tình tang một chút nữa quý vị sẽ nghe, nó lại nghe sao cũng một thương, hai thương, ba thương vậy. Thì có một số nơi người ta lại gọi là lý mười thương. Vậy thì có phải là hai điệu lý khác nhau hay là hai tên gọi cho cùng một điệu lý thưa thầy? Là thế này, bởi vì điệu lý đó nó có nhiều khi một giọng mà nhiều bản lý khác nhau. Mà lý tình tang đó là bởi vì có cái chữ tình tang, mà tình tang đó hồi nãy mà quý vị hò trong Nam là hò sự sang sĩ cống, đó là sao có tiếng hình tiếng nhạc Việt Nam sao. Còn tình tang đó là có từ đời xưa, lúc thở khi mà bắt đầu tạo ra cái đờn đáy thì mấy cái tiếng đờn nó có tinh tỉnh tình tinh tung tàn tang. Mà lý tình tang tức là hai cái tiếng nhạc cũng như mình do re mi fa sol cũng như la la vậy, thì thành ra cái chữ lý tình tang đó. Mà lý tình tang đó có vừa nội vừa ngoại, thì thành ra sao nó hát lý mười thương cũng theo cái điệu đó. Mà tất cả những câu lục bát nào mà có thể hát theo cái giọng lý tình tang cũng được. Dạ vâng, là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức lý tình tang, lý mười thương với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh ạ. Xóa ngang vai ai thương, hai thương đi đừng ô tang tình tang về người ô tang tình tang, duyên có duyên tình là duyên có duyên, ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Ba thương ăn nói dịu hiền, tình tang dịu dàng,
Hồ.